Tia Beauty Wellness Show là hệ thống thẩm mỹ viện 5 sao đạt chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam, tiên phong ứng dụng các công nghệ trẻ hóa toàn diện trên thế giới, đáp ứng trọn vẹn mục tiêu da sáng Giáng sinh, tỏa sáng rạng rỡ từ bên trong. Trải qua chặng đường hơn 5 năm hình thành và phát triển, Tia Beauty Wellness Show lấy sứ mệnh kiến tạo nên một xã hội xinh đẹp, thịnh vượng và hạnh phúc thông qua việc cung cấp các giải pháp toàn diện về làm đẹp và phòng chống lão hóa, cân bằng sức khỏe và tâm lý bằng các công nghệ tiên tiến bậc nhất trên thế giới từ đội ngũ chuyên gia quốc tế hàng đầu. Liên tục trong năm 2019, Tia Beauty Wellness Show đã đưa ra hàng loạt các giải pháp thẩm mỹ không xâm lấn và phòng chống lão hóa đẳng cấp, mang lại hiệu quả trông thấy tức thì, tạo ra cơn sốt chưa từng có trong ngành thẩm mỹ. Tia Beauty Wellness Show được sáng lập và điều hành bởi nữ doanh nhân Á hậu CEO Valencia Trần và cũng là giám khảo lừng danh của chương trình Next Top Model Adam Williams. Tiêu chí và tầm nhìn của Tia trong năm 2020 đó là luôn luôn đồng hành cùng với lại các cái hoạt động để xây dựng cộng đồng và tạo nguồn cảm hứng cho tất cả mọi người biết chăm sóc, biết yêu thương bản thân và quay về cân bằng lại thân tâm trí cũng như là xây dựng cộng đồng, kết nối và yêu thương. Thì lúc đó chúng ta sẽ tự tin làm đẹp, đẹp là đẹp từ bên trong ra tới bên ngoài. Kết hợp với lại tất cả những cái mà phát minh và sản phẩm khoa học, công nghệ mới nhất, tân tiến nhất của các nhà khoa học. Đó là như là tế bào gốc hoặc là test DNA đến liệu trình chăm sóc làm giảm cân mà cân bằng hormone nội tiết tố và mọc tóc nè, cũng như mất ngủ hoặc là trầm cảm và đau nhức xương khớp thì chúng ta đều có những cái giải pháp để mà chống lão hóa ngay và luôn. Các khách hàng mà sử dụng các dịch vụ Tia không phải là để chữa bệnh mà nó là trẻ hóa và nó đảo ngược lại cái cơ chế sinh học trong bản thân mình. Và sắp tới đây là có thể con người sống rất thọ nhưng mà sống thọ không có già nua, lão hóa bị nhăn nheo chảy sọ mà trong sống lúc nào cũng là hừng hực cái tuổi đôi mươi hết. Đẹp trẻ từ trong ra ngoài và ở Tia chúng ta đều có tất cả những cái liệu trình cũng như là phương pháp chăm sóc để cho các bạn đẹp. Đẹp là đẹp từ dáng vóc, đẹp từ sức khỏe, ruột, gan và tim, mạch cũng như là tóc, mắt, cũng thị giác, thính giác chúng ta đều là trẻ, tươi rói hết từ bên trong ra bên ngoài. Cũng như là kết hợp với lại những cái liệu trình về diện mạo như là laser, trị nám, trị mụn, trị thay lại cái làn da mới sinh học, lúc nào da cũng mướt mà không bị chảy xệ, không bị nọng cầm hoặc là không bị những cái nếp nhăn trên khuôn mặt của mình. Chúng ta ai cũng muốn có một cái diện mạo lúc nào cũng tươi trẻ và nó giúp cho chúng ta cái năng lượng nó được may mắn, nó được vui tươi. Khi các bạn nhìn vào một người đẹp, các bạn tạo được cái cảm giác cảm hứng rất là thích thú, đúng không? Thì chúng ta ai cũng có điều kiện cũng như là có thể để mà biến mình thành một cái người xinh đẹp và lúc nào cũng tràn đầy năng lượng như vậy hết trong một cơ thể cường tráng và dẻo dai. Một trong những thế mạnh của Tia là đội ngũ chuyên gia thẩm mỹ với bằng cấp quốc tế, giàu chuyên môn và kinh nghiệm, cùng tập thể nhân viên phục vụ chu đáo, nhiệt tình và trách nhiệm. Với hàng loạt chứng nhận và giải thưởng, Tia Beauty Wellness Show đã được xướng tên trong top 5 phòng khám và bệnh viện thẩm mỹ tốt nhất thế giới, được chứng nhận bởi tổ chức xếp hạng và đánh giá các phòng khám và bệnh viện toàn cầu. Đặc biệt, Tia Beauty Wellness Show hiện đang nằm trong đề cử Best Skincare Clinic do tổ chức truyền thông APAC bình chọn.